và kéo hơi cồn một chút các bạn. Các bác nhìn xem đã đủ độ hoành tráng chưa ạ? Những đôi loa súp kép hàng bãi xịn do công ty JBL sản xuất, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ đất nước Mỹ. Và đây là những đôi loa súp kép có mã số là SRX728S các bác nhé. Hàng vừa về, nóng hổi luôn. Em cắt cho các bác xem trực tiếp để giới thiệu quảng cáo review luôn các bạn. Đôi loa súp kép này sở hữu đó là hai bát 50 từ leo coi 7,6 dòng coi 2 tầng côn. Mã số loa bát là 2268HPL các bác nhé. Đây là những đôi loa súp kép made in USA, hắt xì hơi. Và thưa các thân mến, 5 đôi 10 chiếc các bác nhé. Và không hổ danh là Alun JBL mà các bác đã quý mến đặt cho biệt danh đúng không ạ? Hôm nay về toàn súp kép thôi. Thùng gỗ sơn sần cát màu đen các bác nhé. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm thì liên hệ thật sớm cho em. Hàng đảm bảo đẹp, chất và VIP mọi người nhé. Ok chưa ạ? Và các bác cùng ngắm nhìn qua nhé. Nội thất ạ. Đây là 9 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ạ. Còn đây là 10 các bác ạ. Vâng ạ. Và sở hữu bát neo các bác nhé. Đấy, sở hữu bát neo. Đó. Mã số loa bát là 2268HPL Made in USA 8 ohm các bác nhé. Và để đánh được đôi loa súp kép này, các bác của anh em hãy chuẩn bị những chiếc main có công suất đạt khoảng 1800W trên một kênh, loại trở 8 ohm mọi người nhé. Thì nó sẽ sản sinh ra cái công suất để đánh đủ cho đôi loa súp kép này các bác nhé. Mang giấy. Đấy các bác nhá, mang giấy và có độ sần này để đánh không bị dập. Đó, gân vải tẩm dầu mọi người nhá. Gân vải tẩm dầu. Độ đẹp thì khỏi phải chê rồi. Chỉ có điều là hàng bãi về có bụi bẩn đất cát bọ hóng. Đấy, em chưa lau chùi vệ sinh các bác nhá. Ok chưa? Những đôi loa súp kép thích hợp cho các bác của anh em sử dụng ở gia đình này, quán bar, phòng trà này, hát cho nhau nghe này, đúng không ạ? Và phòng karaoke kinh doanh trong những chuỗi KTV lớn, kể cả anh em làm sự kiện các bác nhá. Thùng gỗ cực kỳ là dễ vận chuyển. Đây mọi người xem nhá, đều như nhau. Đều như nhau luôn mọi người nhá. Dám đảm bảo là liên tục những đôi loa JBL về hàng, từ loa full này, loa lời này, loa súp đơn, loa súp kép, đời cao đời thấp mọi người nhá. Vậy thì hiện tại em đang sở hữu những đời loa súp của JBL như sau. Thứ nhất, súp đơn đó là JBL JRX118 bát 50. Thứ hai là súp JBL mã số là 618 bát 50. Và tiếp theo đó là JBL súp 718 bát 50 từ leo. Và tiếp theo đó là JBL 4715A 2 bát 40 từ 220 coi 100. Các bác nhá, súp kép 40. Và tiếp theo đó là súp kép 2 bát 50, đó là 4719A 2 bát 50 từ 220 con 100. Và cao cấp nhất đó là 728 2 bát 50 từ leo coi 776. Ok chưa ạ? Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm thì liên hệ cho em nhé. Em xin phép làm video cực kỳ ngắn, giới thiệu review hàng về, đúng không ạ? Sản phẩm chuẩn chỉ chất bãi đẹp các bác nhé. Chuẩn chỉ chất bãi đẹp, made in USA. Đó, rất ngắn gọn, hàng đẹp thì không cần quảng cáo nhiều, đúng không ạ? California 8 ohm made in USA, đúng không ạ? Mã số loa bát là 2268HPL. Đây là đỏ là dương, đen là âm, ok. Đó. Ok chưa ạ? Đây là dây ra loa các nhá, đúng không ạ? Ok, em xin chào các bác nhá. Các bác hãy liên hệ cho cửa hàng qua các số máy để đặt hàng: 0365888988, 0368891555. Địa chỉ cửa hàng tại Trụ Thượng, Đồng Lạc, Chí Linh, Hải Dương. Và em có thể giao hàng đến tận nhà cho các bác của anh em. Và em sẽ gửi lời chào toàn thể các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác của anh em ở những clip tiếp theo. Và thưa các bác thân mến, giá cái giá nó mới quan trọng cho của anh em tham khảo, đúng không ạ? Với những đôi loa đẹp xuất sắc như những đôi loa này thì giá của nó là ngoài 50 triệu đồng một đôi các bác nhé. Em có một đôi nó xấu hơn các bạn thì giá bán là ngoài 40 triệu. Nói chung là tiền nào
vải đó mọi người nhé. Hàng bãi thì nó có độ đẹp, độ xấu khác nhau, và cái giá trị, có nghĩa là cái giá thành nó cũng khác nhau các bác nhé. Ok, trân trọng cảm ơn các bác rất nhiều ạ.